Xin kính chào quý anh chị trong đầu tư giá trị vàng. Chào mừng các anh chị đến với phần 43 phân tích quỹ giá cổ phiếu BMP, doanh nghiệp nhựa số 1 Việt Nam. Thì đây là một cái doanh nghiệp cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt trong năm 2023 cũng như nửa đầu năm 2024 do kết quả kinh doanh tăng trưởng rất là mạnh. Và đây cũng là một trong những cổ phiếu truyền thống trong cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị tại AZFIN Việt Nam và cũng đạt được ít nhất hai lần chốt lời trong vòng hơn một năm qua và cái cổ phiếu này có gì đáng chú ý không và cái việc hôm nay ấy e. sẽ đưa đến quý canh chị nhằm mục đích gì? Mục đích thứ nhất để các anh chị hiểu hơn về BMP, về một cái nấc thang mới của công ty này. Mục đích thứ hai ấy, là có những cái định giá ước một cách tương đối để các anh chị có thể uh, từ đó áp dụng vào những cái cổ phiếu trả cổ tức tương tự như BMP trong cái việc định giá của mình. Còn cái việc đầu tư thì sẽ e. cho rằng cái cổ phiếu BMP này thì phù hợp với những cái giai đoạn điều chỉnh một thời gian thì sau đó chúng ta mới có thể cân nhắc xem xét chiết khấu cao so với định giá thì lúc đó mới nên tham gia đầu tư chứ không nhằm hàm ý đưa giả đây là các anh chị khuyến nghị các anh chị để các anh chị mua cổ phiếu BMP các anh chị lưu ý một điều như vậy nhá thì phục phải nhắc lại như thế à, đầu tiên là về thông số 52 thông số của BMP thì giá 52 tuần qua từ 69 đến 119.000 đồng trên một cổ phiếu có thể thấy biến động rất là mạnh đúng không ạ? Và số lượng cổ phiếu lưu hành là 81 triệu 861 nghìn cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ là 818, 818 tỷ 610 nghìn đồng. À, giá thị trường của cổ phiếu là 97,4 nghìn đồng trên một cổ phiếu. Vốn hóa thị trường là 7.973 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 là khoảng 3.100 tỷ đồng. <laughs> EPS 2024 là 11.250 đồng. Về lưu ý các anh chị, cái vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 này là chưa trừ cổ tức nếu trong quý 3, quý 4 này có trả cổ tức anh chị nhé. Lưu ý như vậy. PE 2023, à, 2024 ước là 8,66 lần và PE 2024, PB 2024 là 2.57 lần. Với cơ cấu cổ đông thì EY đánh giá rằng của BMP là xuất sắc. Thì đầu tiên công ty mẹ chính là Lawa Plastic của Thái Lan thì họ chiếm 55%. Bên cạnh đó các cái quỹ đầu tư chuyên nghiệp hay là các cái cổ đông khác cũng liên quan đến cái công ty nhựa này thì chiếm thêm rất là lớn nữa. Và nói thẳng luôn bây giờ về cơ bản nó phải đến 90 hơn 90% cơ cấu cổ đông của nhựa bình minh là do các công ty nước ngoài và các quỹ đầu tư lớn nắm giữ thế do đó cái cơ cấu cổ đông này phải nói rất chất lượng và nhiều anh chị cũng lo ngại rằng ô cổ đông nước ngoài nó nắm trên 50% vậy nó có ảo thuật nó có chuyển giá nó có xyz vân vân hay không thì xin thưa với anh chị là cái xác suất đó là có thể xảy ra nhưng về cơ bản là các cái doanh nghiệp nước ngoài làm ở Việt Nam đặc biệt các doanh nghiệp Thái thì họ rất là sợ về cái pháp lý nếu xảy ra bởi vậy cho nên họ làm cũng khá là nghiêm chỉnh mọi vấn đề. Và minh chứng qua những cái công ty mà những người Thái này họ nắm giữ, tỷ lệ lớn chẳng hạn thì họ làm rất chuẩn chỉ, họ làm rất bài bản để từ đó tránh những cái rủi ro về pháp lý mà lại yên ổn trong cái việc kinh doanh, cũng như họ cũng rất muốn là gây dựng lâu dài ở cái đất nước Việt Nam này. Thế do đó là cái hình ảnh cũng vô cùng quan trọng. Bởi vậy cho nên ấy rất phiền mới đánh giá cao cái câu chuyện này, được ạ? Đó tiếp theo là về đánh giá về chất lượng tài sản và nguồn vốn của công ty này có thể nói là xuất sắc anh chị nhìn thấy ở đây tiền và tương đương tiền của BMP hết 2023 nó là gần 2 000 tỷ còn tính đến uh, hết cái quý 2 uh, 2024 này tức là do công ty cũng vừa mới trả cổ tức khá thì đâu đó nó cũng là 1 mấy trăm tỷ rất cao và là chiếm lớn nhất trong cơ cấu tài sản anh chị có thể nhìn thấy ở đây và nhìn qua chúng ta có thể thấy nhựa bình minh những năm gần đây về cơ bản là không mở rộng nữa do trước đó thì cái công suất nó vẫn còn thế thành ra là nào họ muốn tăng sản lượng vẫn có thể tăng được đấy là một cái điều hay và tuy nhiên là các cái nhà máy như vậy đã đầu tư đủ rồi khấu hao cũng nhiều rồi còn về cái nguồn vốn thì quá an toàn vốn chủ sở hữu chiếm hơn 90% anh chị nhìn bên tay phải tôi đây vốn chủ sở hữu chính là cái cột màu xanh đấy chiếm hơn 90% phải nói là cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Bình Minh cũng nằm trong top những doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam. Cùng với đó là như là Dược Hậu Giang, như là Vinamilk, như là FPT chẳng hạn, như là Thế Giới Di Động. Thì đặc thù của các cái doanh nghiệp mà được các cái cổ đông ngoại họ mua ấy, đó là họ sẽ tiến hành cái việc làm sao mà cơ cấu trả hết xanh nợ đi. Bởi vì họ yêu cầu lợi nhuận khá khá thấp, mà trong khi nợ vay ở Việt Nam nó lên đến rất cao, nếu dài hạn lên đến mười mấy phần trăm, ngắn hạn thì cũng năm bảy tám phần trăm. Vậy thì họ ưu tiên cái việc trả hết nợ đi Sau đó dư thoải mái vốn thì họ trả cổ tức rất là nhiều Đấy là cái phong cách của các cái đội đó Ví dụ như dược hậu dạng đấy Trước đây trả cổ tức rất bình thường Nhưng mà từ năm 2024 trở trở đi trả 7 rưỡi hết sạch lợi nhuận luôn Bởi vì họ đã cơ cấu hết nợ rồi Họ đã dự phòng xong rồi thì đấy là cái phong cách làm ăn chắc chắn bài bản của các cái tập đoàn lớn, các cái tập đoàn lâu đời ở Nhật cũng như là ở Thái Lan. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh thì Uh, kỳ vọng có một cái sự tăng trưởng nhẹ cũng khá bền vững thì chúng ta có thể thấy là doanh thu của công ty về cơ bản là vẫn duy trì tăng. Sở dĩ doanh thu năm 2022 tăng mạnh như thế kia chủ yếu là do giá bán cao hơn và sản lượng nó cũng nhỉnh hơn một chút và 2023 điều chỉnh là do giá bán nó thấp hơn uh, chút xíu và kết quả lợi nhuận thì chúng ta có thể thấy rằng có thể thấy rằng kết quả kinh doanh những năm qua của nhựa Bình Minh từ 2015 đến 2020 gần như là đi ngang thậm chí còn suy giảm đôi chút, suy giảm đôi chút thì cái giai đoạn sau đó thì khi người thái họ vào họ cứ, cứ tái cơ cấu dần thì họ đẩy cái kết quả kinh doanh từ 2022 đổ đi rất tốt và 2023 đã đạt cái lợi nhuận lên đến hơn 1.000 tỷ 1.050 tỷ rất cao rất cao thì cái việc lợi nhuận cao này nó đến từ hai nguyên nhân một là do người thái họ tái cơ cấu họ giảm chi phí rất nhiều anh chị có thể nhìn kỹ lại ở trong trên cái báo cáo tài chính của 3-4 năm gần nhất chi phí họ cơ cấu giảm làm cho biên lợi nhuận tăng bên cạnh đó thì họ cũng được hưởng lợi nhờ cái việc giá nguyên vật liệu giai đoạn trước tương đối thấp và giá bán lại tương đối cao khiến cho cái biên lợi nhuận tăng từ đó làm kết quả kinh doanh tăng tốt thì cái kết quả kinh doanh tăng này đến từ hai nguyên nhân như vậy một là người thái họ cơ cấu hai là đó là hưởng lợi từ cái giá nguyên vật liệu nhưng mà cái vấn đề người thái tái cơ cấu thì nó diễn ra nó nhiều hơn nó mạnh hơn trong cái cơ cấu như vậy và biên lợi nhuận dòng và biên lợi nhuận gộp Anh chị có thể thấy tăng rất mạnh Đúng không? Biên lợi nhuận uh, gộp đâu đó lên đến 41% Thì cái giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 ý, Về cơ bản biên lợi nhuận giảm từ 32% xuống ý. Nguyên nhân là đến từ một là uh, Giai đoạn đó thì cạnh tranh không liệt Ví dụ giai đoạn đó có thêm là nhựa của Hoa Sen này Rồi rất nhiều các cái hãng họ nhảy vào để họ cạnh tranh Ngoài ra thì giai đoạn đó là cái giai đoạn mà kinh tế cũng khó có những cái giai đoạn khó khăn nhất định ví dụ 2021 chẳng hạn vân vân thì sau này thì cái việc cạnh tranh nó cũng bớt đi phần nào và người thái cơ cấu vân vân rồi là hưởng lợi từ giá nguyên nguyên liệu khiến cho biên lợi nhuận tăng rất cao và đạt kỷ lục từ xưa đến nay ROE và ROA cũng tăng trở lại rất là tốt cao bản lĩnh tuy vậy thì chúng tôi không kỳ vọng rằng nó sẽ duy trì cao thế này trong dài hạn mà nó có thể điều chỉnh thêm một chút nữa à, bởi vì năm vừa rồi là một năm rất là thuận lợi anh chị nhá Lời tiếp theo về cái dòng tiền của bình minh thì quá là tốt đi anh chị có thể thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của họ chính là cái đường màu xanh này, cái cột màu xanh này. và à, dòng tiền từ hoạt động tài chính chính là cột màu đỏ giảm rất là nhiều và dòng tiền từ hoạt động đầu tư là cột màu vàng kia thì những năm qua về cơ bản mở rộng đầu tư không có cột màu vàng chủ yếu là gửi ngân hàng và hiện nay thì họ sẽ gửi ít hơn rồi và họ trả cổ tức tiền mặt tăng lên rất là mạnh anh chị nhá còn vòng quay hàng tồn kho của họ thì duy trì ở mức cụ khá ổn khá ổn, nó không phải quá cao nhưng khá ổn và 2023 chúng ta có thể thấy từ 2021 đến 2023 họ duy trì cái hàng tồn kho suy giảm từ đó, đó khiến cho khiến cho cái vòng quay các thứ của nó cũng trở nên tốt và cái cơ cấu vốn tốt không bị đọng nhiều tiền và hàng tồn kho như vậy à, về cái cổ tức bằng tiền của nhựa Bình Minh thì phải nói là hiếm có anh chị có thể nhìn thấy đây đây là tôi chỉ chụp từ năm 2017 thôi còn trước đó nhựa bình minh cũng có gần chục năm trả cổ tức đều đặn phải nói rất đều đặn bền vững và tăng hàng năm và chúng ta có thể thấy 2023 cổ tức lên đến hai đợt nhận thì lên đến là 11.800 đồng còn thực ra cổ tức cho cái năm lợi nhuận 2023 thì là 12.600 đồng đó là trả vào tháng 11 và tháng 5 tháng 11-2023 và tháng 5-2024. Đấy là một năm có cái mức cổ tức kỷ lục của nhựa bình minh từ xưa đến nay. Nó cũng đánh dấu một cái bước ngoặt là bình minh sẽ trả cổ tức cao hơn. Thì cụ thể anh chị nhìn thấy bên đây, Đó, cổ tức tăng rất cao và nó lên đến trả lên đến sắp xỉ khoảng 1.000 tỷ đồng cho năm 2023. Tiếp theo, ở đây chúng ta có thể thấy nhìn vào đây có thể thấy là cái phong cách phương án phân phối lợi nhuận của nhựa bình minh đã thay đổi từ năm 2023 thì đây là nghị quyết đại đồng cổ đông năm 2023 thì 2024 thì chúng ta có thể thấy lợi nhuận sau thuế là 1.041 tỷ thì trả cổ tức lên đến 1.031 tỷ tức là trả tới 99% lợi nhuận tương ứng với EPS là trả là 12.600 đồng anh chị nhé. 12.600 đồng EPS nó chỉ hơn 12.700 mà họ trả 12.600 Và họ thay đổi rất nhiều ở đây Đó là thay đổi về cái khen thưởng phúc lợi ở đây Tổng thưa với anh chị Tổng ở đây nó có 9 tỷ 6 thôi Tức là chỉ có 1% thôi Còn trước đây các doanh nghiệp có gốc nhà nước Thì họ trả 10%, 15%, 20% Thì nhựa bình minh không phải là họ cắt cái thưởng đâu Mà vấn đề họ chuyển cái đó thành chi phí Để làm sao cho lợi nhuận này thật nhất Và không phải đóng thuế hai lần đó, anh chị lưu ý nha, cổ tức lên đến 12.600 đồng. Và cho năm 2024 thì kế hoạch kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế của họ cũng là 1.030 tỷ, tức là giảm có 11 tỷ so với 2023 thôi. Thì điều này cho thấy là họ cũng khá tự tin và họ đặt kế hoạch ở đây là cũng rất tham vọng. Rất tham vọng do 2024 có thể không còn thuận lợi như 2023 nữa. Nhưng nếu cuối năm 2024 mà xây dựng bất động sản mà trở lại tốt thì anh tin rằng có thể có cơ hội đạt được. Còn về cổ tức thì họ đưa ra đây thì họ cũng có những cái kế hoạch thận trọng như thế à, năm trước cũng thế thôi thì họ trả cổ tức hai cho 2024 tối thiểu là 50% của lợi nhuận sau thuế tức là ý là tối thiểu ở đây là khoảng độ 6.000 đấy ví dụ như thế nhưng mà lưu ý các anh chị như này các cái doanh nghiệp này thì họ cũng đưa ra rất là thuận trọng nhưng mà đến lúc chia bao nhiêu thì phải là cái nghị quyết đại đồng cổ đông năm sau thì lúc ý mới quyết định được anh chị lưu ý nhé chứ không phải họ đưa ra ít này nghĩa là họ trả cổ tức thấp đâu chúng ta phải lưu ý như vậy nhé và với cái tiềm lực tài chính rất mạnh, tiền bây giờ lúc nào cũng có nghìn mấy trăm tỷ. Nợ vay thì gần như không, có mấy chục tỷ ngắn hạn thôi. Thế thì cái việc trả cổ tức cao của họ sẽ tiếp tục được duy trì trong những thời gian tới. Và đấy là một cái yếu tố rất quan trọng để chuyển định giá bình minh từ cái việc là PE hay là vân vân sang chiết khấu cổ tức cho thời gian tới. Còn cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm thì nó lại suy giảm so với trước. À, doanh thu đạt 22,33% giảm 22,3% đạt 2.156 tỷ giảm so với cùng kỳ chủ yếu là do giá bán kém hơn và à, một phần là sản lượng yếu hơn một chút do đầu năm kém và lợi nhuận gộp thì giảm 17,43% như vậy giảm thấp hơn so với với doanh thu cho thấy là cái việc gọi là tiết giảm chi phí giá vốn hàng bán của họ tốt phải nói là rất tốt rồi đấy. rồi tiếp theo chi phí bán hàng thì của họ tiết kiệm 6 tháng đầu năm có 268 tỷ xong trong khi cùng kỳ là 334 tỷ. Ờ, họ đang tái cơ cấu và ngày càng tiết giảm mạnh và anh chị nhìn quý 2 xem. Cái chi phí uh, bán hàng của họ có 117 tỷ trong khi quý 2 năm trước 173 tỷ. Và cái này giảm trong thời gian mấy năm vừa qua rất tốt. Phải nói rất tốt. Rất tốt anh chị nhá. Cho thấy cái dấu ấn của người Thái ở đây mạnh mẽ. Được chưa? Rồi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là đạt 470 tỷ đồng thì nó giảm khoảng 17,98% so với cùng kỳ năm trước bởi vì cùng kỳ năm trước là kết quả rất tích cực lưu ý các anh chị nhé 6 tháng đầu năm 2023 thì lợi nhuận cao hơn sau 6, 6 tháng cuối năm rất nhiều. 6 tháng cuối năm lợi nhuận chưa được 500 tỷ đâu. Chưa được 500 tỷ đâu. Được có 400 467 68 tỷ thôi. Đó thì 6 tháng đầu năm trước họ đang thuận lợi. Thì à uh, 6 tháng đầu năm nay thì kết quả giảm đấy chủ yếu là do cái quý 1 giảm rất là mạnh. Quý 1 là mấy quý liên quan đến cái việc là à uh, Uh, đó là cái quý gọi là uh, nghỉ tết này nghỉ tết này tiêu thụ các thứ kém này rồi chi phí thưởng này kia vân vân các thứ nó nhiều cái hành em nó bị suy giảm đó và ngoài ra thì cái sản lượng bán vân vân của quý 1 nó kém phải nói là năm quý 1 năm nay là kém hơn đó lưu ý các anh chị như thế thì uh, về cơ bản là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là có dấu hiệu suy giảm nhưng suy giảm ở đây không phải là suy giảm lõi mà suy giảm do không còn được thuận lợi do 2023 là đột biến đi đó, thì đây là một cái điểm yếu trong 6 tháng đầu năm. Và kỳ vọng 6 tháng cuối năm 2024 cũng như 2025 thì Zfin kỳ vọng rằng xây dựng bất động sản sẽ trở lại tốt hơn, đặc biệt là khu vực phía Nam. Thì khu vực phía Nam thì thực sự bây giờ vẫn đang ảm đạm chưa trở lại, nhưng mà rất kỳ vọng là cuối năm có thể tín hiệu khởi sắc chút trở lại và 2025 thì có thể rõ ràng hơn. Thì như vậy kết quả kinh doanh thì hy vọng rằng nó sẽ đạt cái kết quả tích cực trong cái 6 tháng cuối năm. Đó, và kể cả nó không tích cực nó đạt tương đương như 6 tháng đầu năm thì tổng lợi nhuận của doanh nghiệp này cũng lên đến 940 tỷ chứ nó cũng không ít một chút nào rất mạnh mẽ các anh chị nha Đó, tương ứng với EPS nó cũng phải 10, hơn 11 nghìn rưỡi hơn 11 nghìn rưỡi nó cũng là rất cao không hề thấp một chút nào cho dù 6 tháng cuối năm chỉ đạt bằng 6 tháng đầu năm thì chẳng nữa và ước tính dự báo kết quả kinh doanh của BMP thì kết quả kinh doanh của BMP tốt trong 2 năm gần nhất đến từ tái cơ cấu và tiết giảm chi phí của nhóm cổ đông thái đấy là phải nhắc lại một lần nữa rồi tiếp theo tiếp theo uh, uh, bên cạnh đó là một phần đến từ hưởng lợi từ giá đầu vào và đầu ra tức là đầu vào cái tranh đầu vào đầu ra cái biên lợi nhuận nó gia tăng Đói, ngon hơn rồi tiếp theo bmp thì hiện vẫn còn công suất và có thể mở rộng trong tương lai khi nhu cầu cao để lưu ý các anh chị là như thế thế thành ra là khi mà mở rộng tiếp theo thì chi phí nó không tăng thêm nếu mà như sản lượng tăng nhưng chi phí không tăng thêm nhưng mà doanh số các thứ tăng thì có thể giúp BMP tăng trưởng lợi nhuận vẫn tiếp tục trong thời gian tới nếu mà tình hình kinh tế của chúng ta trở lại mạnh xây dựng bất động sản trở lại tốt anh chị lưu ý là như vậy nhé thì trong tương lai thì khi bất động sản xây dựng trở lại tốt thì BMP như đã nói có thể tăng sản lượng và lợi nhuận cốt lõi cũng có thể tăng và trong 3 năm tới 2024 2025 2026 thì Zfin cho rằng kết quả kinh doanh lõi của BMP có thể đạt từ 800 đến 1.100 tỷ đồng mỗi năm đó thì cái việc này thì nó cũng hơi thận trọng một chút Hơi thận trọng một chút Nhưng mà nó cũng hợp lý chứ nó cũng không phải quá thận trọng anh chị nhé Cũng hợp lý Và do BMP không mở rộng nữa Cộng thêm tài chính lành mạnh với tiền tương đương tiền rất cao Hơn 1.300 tỷ trong 6 tháng đầu năm Thì cộng với người Thái thì muốn thu tiền về Và họ làm ăn rất nghiêm chỉnh Thì từ đó có thể thấy là cổ tức dự kiến sẽ trả cao trên lợi nhuận Thế giới phim cho rằng nó có thể duy trì cái mức trả cổ tức trên 90% lợi nhuận trong thời gian tới. Và nếu với những giả định ý, nếu người Thái đảm như vậy và không có những cái biến diễn biến bất thường bất ngờ thì cổ tức giai đoạn 2024 2016 có thể đạt từ 10.000 đồng đến 12.500 đồng. Và lưu ý cái này là hoàn toàn có thể nhé, xác suất cao, nhưng mà không thể chắc chắn 100%. Và cái cổ tức năm 2023 vừa mới phân phối, đó thì họ còn để cho là 12.600 đồng cơ mà. Thế thành ra là trong thời gian tới nếu thuận lợi thì hoàn toàn có thể trả được mức trên 10.000 đồng anh chị nhé. Và ước tính cổ tức cho năm 2025 tới thì ấy phi ước tính là khoảng 11 000 đến ngàn đồng dựa trên cơ sở nào? Đó là lợi nhuận nếu ở kịch bản ở trung tính hoặc thậm chí là hơi tiêu cực một tí, tức là lợi nhuận 6 tháng cuối năm bằng 6 tháng đầu năm tương ứng với 940 tỷ đồng thì EPS thì tương ứng với khoảng độ 11.500 đồng. Thì như vậy là trừ đi phúc lợi khen thưởng vân vân các thứ khoảng 1% thì đâu đó là khoảng độ 10 tỷ thôi thì còn 930 tỷ thì có thể trả lợi nhuận, trả cổ tức. Thì nếu 930 tỷ thì cổ tức nó tương đương với khoảng độ 11.400 đồng cơ. Thì AZFIN cho rằng là việc trả 11.000 đồng 2025 là có thể xảy ra. Có thể xảy ra. Thì tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh và cổ tức trung bình dài hạn thì AZFIN lấy cái mức rất thận trọng là 2%. Tức là nó thấp hơn so với lạm phát lâu dài chứ không tương đương lạm phát. Và thực ra mức này nó cũng không phải quá thận trọng lắm, có thận trọng nhưng không quá thận trọng lắm. Bởi vì à, cái năm vừa qua thì lợi nhuận của Bình Minh đạt đột biến rất cao. Thì cái này nó uh, chưa thể khẳng định là chắc chắn là tạo một cái level lợi nhuận mới rất cao như thế. Bởi vì ngày xưa như ở Bình Minh lợi nhuận chỉ ở 4.500 tỷ thôi mà. Đấy chúng ta lưu ý như thế. Thế thành ra là à, nếu về sản lượng về các thứ kỳ vọng tương lai có thể cao hơn nhưng là do cái nền lợi nhuận cái nền cổ tức này là cao rồi. Thế thì phim dự báo là ở uh, giả định là 2% cho nó phù hợp. Đấy và lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm RF ở phi rủi ro hiện nay là 2.9%, thực ra là 2.8% đấy. Nhưng mà uh, AZFIN đấy trung bình một thời gian qua là khoảng 2.9%. Beta của Bình Minh là một lợi suất thị trường chứng khoán yêu cầu là 11,5%. Thì lợi suất yêu cầu đối với Bình Minh tức là có beta bằng thì nó là khoảng 11.5%. Nhưng thực ra nếu mà tính toán chi tiết kỹ hơn ấy, thì với cái việc là cái đòn bẩy tài chính của nhiều Bình Minh thấp ấy, cái sự an toàn cao ấy, thì có thể cái lợi suất yêu cầu nó còn thấp hơn anh chị nhé thấp hơn đôi chút rồi tiếp theo cái định giá của nhựa bình minh là p bằng d 1 chia r trừ g thì ở đây là bằng cổ tức là 11.000 đồng chia cho 11,5 trừ đi 2% bằng là 115.789 đồng trên cổ phiếu nhựa bình minh với các cái giả định ở phía trên. Tất nhiên cái định giá này là phải phụ thuộc vào các giả định. Còn nếu mà thực tế kết quả kinh doanh rất tệ hoặc là tốt hơn rất nhiều, cổ tức có thể thấp hơn hoặc cao hơn thì lúc đó thì cái kỳ vọng định giá nó cũng có thể thay đổi anh chị lưu ý là một điều là như vậy nhá thì trên đây là những cái định giá để gửi đến các anh chị tham khảo phục trao đổi lại một lần nữa thì đây là những cái định giá để anh chị tham khảo trong lâu dài còn cái việc mua bán nhựa bình minh là do các anh chị quyết định là thứ nhất thứ hai là mua bán nhựa bình minh thì chúng ta cũng cứ thong dong cũng không phải vội vàng nếu các anh chị có yêu thích nhé lưu ý các anh chị một điều là như vậy nhé thì đấy là những cái gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các anh chị để anh th chị tham khảo và cái quan trọng nhất là các anh chị áp dụng những cái tham khảo này các anh chị đưa vào những cái định giá những cái cổ phiếu mà có kết quả bền vững có cổ tức cả thì lúc đó nó sẽ rất phù hợp và hiệu quả và có thể giúp ích các anh chị rất nhiều trong cái việc định giá của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở nội dung tiếp theo.